siêu phẩm này. Siêu phẩm Đinh Lực đúng không nhỉ? Đinh Lực báo giá cái này bao nhiêu đấy? Cái này 65 triệu. 65 triệu, chất liệu làng ba vai, chất liệu xanh Nam Việt đúng không nhỉ? Đấy, dáng làng ba vai, cao cỡ 1.5 mét. Mặt trậu lên. Đây là người mẫu người mẫu quê từ quê hương thịt chuột. 65 triệu. À, anh Đinh Lực anh báo số luôn đỡ phải là xem cái đầu kia. 0976 556 556 448 448. Các bạn gần cứ alo trực tiếp. Alo. Đấy, phục vụ tận tình, ship tận nơi. Có nhu cầu bạn nhậu thì cũng xin phép anh ấy làm một khói nho đỏ này, làm khói nho đỏ mình phải có khói lên nó mới đỏ. Đúng rồi, xin này. À, xương khói lên. Bây giờ đi đứng xa thì quay tổng thể cho nó. Vừa nãy cái chỗ này nó chật, nó gần quá, mình không view được. Làm tí khói cu sập. Các lãnh đạo cà phê sáng. Cây này thì rất già rồi, còn mà thẩm mỹ thì mỗi người một mắt, nhưng mà nó rất già và nó một cây mà cảnh quan thì đẹp lắm. Trống vừa vách vừa cốt. Đấy, tiếng kinh chất đâu đây. Này các bạn cái nào đi không ạ? Ai tươi lắm, ai Hùng tươi lắm. Xin giới thiệu anh em cây của Lực. Đúng Lực là toàn cây to, thể lực tốt. Anh Lực ơi, anh Lực ơi, cây này thì bao nhiêu? Sung lên 6,5 triệu em ạ. Ui rồi, rẻ đấy. Sung thứ thời, quả quanh năm chưa rời hết. Này bán quả là cũng được tiền đấy. Không bao giờ hết quả. Thứ thời, 6 triệu. Này bây giờ sân to to đẹp. Ông nào mà nhà có điều kiện mà bê vào nhìn thích lắm. Cần quái thì dáng thế đâu. Quả thì khủng khiếp luôn, cao cỡ khoảng độ 60 phân, mật chậu luôn. Quả này thế mình có nhà mình bốc về, nhà to mình bốc về chơi cho vui, chứ chuyên sâu thì thôi, xanh xi nó đắt quá vã vào. Sang mặt sau cây sung lát xem rồi. Đó, mặt nào cũng nhiều quả. Trưa này có đói đói thì kiếm một đôi quả ăn đâu à. Cho nó nhiều sữa. Đấy. Chị em nào mà đang trong lứa tuổi sinh đẻ thì có một cái sung tốt lắm. Nghe. Có phải không anh? Trồng chơi vừa ăn có nhiều sữa. Phong thủy. Phong thủy.
Đấy em nhìn nó chín nó rụng dày gốc kia mà. Bên trong hôm nay là rất khác thế. Người dắt sư tử đi chơi. Đâu anh? Thế à? Alaska. Đâu? Đấy anh em linh lực nhá, có cái xương hay đó. À, báo giá hợp lý rồi, còn cái này thì các bác tùy xem xét. Đấy các bác đi chợ các bác nhé. Cây này thì bao nhiêu bác? Cây 6,5 triệu. 6,5 triệu. Đấy. Cây trực lão nhỉ? Trực lão. Sinh năm đìa. Đọc số giao lưu các anh nhỉ? 096. 096. 221. 221. 5588. 5588. Rồi con này về làm đá đi cho nó tự cho nó khô khô như vậy. Rồi con này làm đá. Làm đá. Đứng chợ thì. À. Cái cầu kỳ quá thì cái khó đi chợ. Chúng anh nào có ý tưởng về làm thì làm thôi. Coi làm đá đúng không? Không có chân không? Ừ. Anh Nam Điền làm đá nó này hợp lắm. Đá từ chợ ở bệ đẹp. Coi chỉ gài đá thôi. Gài điểm vào những cái bệ này. Xong bệ nó nhè ra là đẹp là vừa. Hôm nay gặp anh Tân là bệ đẹp luôn. Đấy. Xong rồi cho vào cái khay dài dài một tí, buổi ra. Phải cho khay anh Cô Ban. Đấy. Cô Ban làm đá. Đấy. Có mỗi cây đấy thôi đúng không? 14 cây thôi. Đi xe máy chở mỗi cây. Ừ, chở này là thành công. Đấy, quả này nó đầy lắm. Đây là của ông nào chả biết, thôi gọi là trực quyền đi. Hàng ôm đá ngày xưa đấy, ôm đá ngày xưa đấy. Trước có quay rồi, cái này làm lên cũng dị, trước kia nó hơi còn đất một chút, nuôi lên cũng được, không gì thì cây. Đâu? Ông bốc đi. Đâu? Một bãi này bao nhiêu đây? Nhai này này. Triệu rưỡi à? Lâu lắm mới thấy Hiển Huynh lên đấy. Đâu cái gì đấy? Đồ này chuyên nhài khủng đấy. Dũng Bonsai Mini, quê hương Văn Giang này. Nay thời tiết dễ chịu quá nhỉ. Đấy. Ô, ông bốc con này về hay chậu. Đang nói 1,5 triệu này. Ôi, chả biết bao nhiêu là bán này. Đấy. 1,5 triệu này. Nhài đấy, ghê chưa, nhài ta mà khiếp. Ai được dính vào nhau không? Đấy, ghê chưa. Đây là hàng sinh viên đây. Sinh viên. Sung xanh si các thể loại. Đi đâu ra tao nhìn thấy. Đấy, ngồi đây. Chào bác sang anh em nhé. Rồi. Chào người đẹp Lê Minh Tuấn.
Đấy, ông lại bắt tay sớm rồi đấy. Bắt tay ngay giả nó ngay 200 rồi. Nhưng mà sáng nay mát này mà ông okay. Không làm tí hơi buồn đấy. Đó, làm rồi, làm rồi nhìn rồi. Sao nhìn không thấy gì nhỉ? Đây đây anh. Rồi, xong đây. Tiêu hết rồi, bay hết. Giao dịch xong hai cùng này anh. Một cùng rồi. Đấy, hay quá. Sung đấy, sung. Sung. Sung ba vai này, sung nhiều đầu này. 200 đấy. 200 à? Bao tiền anh? Đấy, đấy. 200 à? Có ông cái cây này này. Ừ. À cái còn cây này chưa thì. Đâu. Cũng 2 lít à? Ừ. Ui giời. Thế tội gì không lấy nhỉ? 200 bạc. Còn đây thì cũng thế thôi các bác. Sinh viên các bác nào mà tập chơi là hoặc là thích sáng tác về vặn vẹo thì lấy cái này về. Cái này. Thử luôn à. À, giải quyết luôn đấy, nghệ nhân vặn luôn đấy. Chuyên nghiệp, hai tay vặn cả 2 giây luôn. Ô, cây này vẫn còn ở đây hả anh? Tưởng lên đường rồi. Chưa giao lưu thì nó mới vặn còn đấy. Ừ. Hôm trước em thấy ông nào chụp ảnh trên mạng mà. Hả? À? Nhiều hoa nhỉ. Cái này bây giờ mang đi cả kỷ, cả đôn ra đây à? Đôn gỗ. Tất cả đúng không? Bán theo bộ đấy. Cây thì bao nhiêu anh? Cây này là chuẩn lên đường luôn là 5,5 triệu. 5,5 triệu, còn cái chân này? Cái kỷ này thì là 1,5 triệu. 1,5 triệu, 5,5 triệu. Tức là 7 triệu. Đây luôn, cả mớ luôn đấy. 7 triệu. Hoa thì thôi rồi luôn. Hoa thôi rồi. Hoa thôi rồi luôn. Thiếu nữ gội đầu dưới ao. Đấy, tóc dài này bây giờ hiếm lắm ấy. Phụ nữ tìm đâu ra. Tóc dài mà thơm thì có hoa. Nghệ sĩ trúng dâu. Đấy. Nghệ sĩ kiêm nghệ nhân với bác sĩ. Mày đang nghề làm tình sướng nữa. Nghệ sĩ kiêm nghệ nhân. Đấy, để đấy sau. Ừ đó. Đấy, các bác thấy cây này. Đấy. Bày trong nhà thì quá ổn. Phết đấy. Mà gốc mục gần chết rồi. Đấy có mua nhanh không, bây giờ vặn xong rồi tăng giá đấy. Gốc mục gần chết rồi. Giờ vặn xong đẹp mới lấy. Đỡ bất công muốn hả? Đấy. Mua chất xám đấy. Ok đấy, đây hay đấy. Để quay cái khác.